Con mạo muội viết thư này để hé lộ cho sư bà biết một sự thật. Con là chồng chánh thức của nương, pháp danh Diệu Tâm. Có không? Có. Tiếp nè, vợ chồng con ăn ở với nhau đã lâu. Có không? Hả? Có. Ghi đi. Tiếp nè, đã có hai mặt con, gia đình hai bên đều biết. Hả? Có không? Có. Để hiểu rồi. Huynh hả? Huynh mới đâm hỏi mà huynh có hai đứa con luôn. Huynh dữ thiệt á. Tiếp nè. Vậy việc nhà chùa chứa người đã có chồng là không phải phép. Sau này hai đứa con lớn lên, nó không có mẹ. Có vậy... có nữa hả? Để hiểu rồi. Viết vô. Tiếp nè. Diệu Tâm không về nữa đâu. Con đem thư về đi. Dạ, thư này là gửi sư bà, chứ không phải gửi mợ Tâm. Gửi cho ta. Nó muốn gì nữa đây? Sao Diệu Tâm nói? Dạ, cậu con nói nếu mà bà không để mở con về, cậu sẽ mời quan đến nói chuyện. Ừ, mời thì mời đi. Ta đâu có ép người tới đây tu hành đâu. Đó, sư bà nói vậy đó chú. Đúng như ta đã dự tính. Được, vậy thì hẹn ngày gặp mặt đông đủ. Có quan nguyện làm chứng, cha con tên quan xã hết đường làm càn. Diệu Tâm, trước mặt quan huyện, con nói đi, ta có ép con vô chùa tu không hay con tự nguyện? Dạ, con không có nói lời sư bà ép, nhưng con muốn nhờ sư bà nói vợ con về ở với con. Con với người này có phải là vợ chồng chính thức không? Dạ, hai nhà có bước tới, chứ chưa có làm lễ gia tiên. Hả? Trống đánh xuôi, kèn thổi ngược, vậy là sao đây? Mình ơi, tôi biết là mình có lòng hiếu để, nhưng vợ chồng mình đầu ấp tay gối. Đêm động phòng nàng đã nói với tôi á, hai vợ chồng mình sẽ sống tới răng long đầu bạc. Tôi biết tôi có lỡ nóng nảy nặng lời, nhưng mà đâu tới nỗi nàng bỏ tôi đi. Tôi hối hận lắm rồi. Tôi biết mình sai rồi. Mình tha lỗi cho tôi nha mình. Có cưới hỏi động phòng. Diệu Tâm, sao con nói? Xin chàng đừng nói vậy. Chàng hãy về đi và tìm người khác. Một ngày cũng là nghĩa vợ chồng, tôi nhất định không từ bỏ. Tôi xin thề là từ đây trở về sau, tôi sẽ đối xử tốt với mình, sống thật đàng hoàng với mình. Tôi thề đó. Như vậy là không ổn rồi. Phải làm rõ chuyện này. Nàng kia, hãy nói sự thật. Chùa chiền là chốn tu hành, không phải là giận vợ giận chồng rồi bỏ đi bụi. Dạ, con quy y là do con phát tâm tự nguyện. Phát tâm lúc giận chồng không phải tu tâm. Sư bà, bà cũng thấy rồi đó. Trước nhất á, là cho cô này hoàn tục. Con nói đi. Con nói chưa hết sự thật phải không? Con bẩm quan, tôi tin là đệ tử của tôi, nó không có nói dối. Thôi tụi con chạy ra đó đi. Nhớ nói y những lời chú dặn nãy giờ nghe chưa? Dạ. Đi lẹ con. Thiếu ơi, thiếu ơi, tiếp hỏi đi tôi dạy đi. Tụi con là ai vậy? Mợ ơi, ở mợ. Nhà cậu nhớ mợ, đêm không ăn, ngày không ngủ. Ý lộn, cậu không xương con mắt luôn đó mợ. Về đi mà mợ. Về đi mợ. Vậy là sao đây? Diệu Tâm, vậy là sao? Chàng suối con nít nói dốc đúng không?
Bạch, Bạch, con không quen biết mấy em nhỏ này. Nàng đã không chấp nhận tôi rồi, mà bây giờ con cháu trong nhà nàng cũng chối bỏ nữa sao? Mợ ơi, mợ ơi, mợ, mợ về với cậu đi mợ. Mấy đứa con thấy tội cậu quá nên tụi con kéo nhau lên đây kêu mợ về với cậu đó. Về đi mợ ơi. Mợ ơi, về đi. Thôi đủ rồi, mọi chuyện đã rõ. Trẻ con không bao giờ biết nói dối. Cô này, về với chồng. Nếu con về với chàng thì chàng sẽ gặp nguy hiểm. Gặp nguy hiểm à? Như vậy là sao hả con? Trong chuyện này sự tình ra sao phải giải bày cho ta rõ. Dạ bẩm quan, sở dĩ nương bỏ nhà lên chùa tu là bởi vì mẹ con của nàng đã bị cha con quan xã ép hôn, buộc nàng phải về làm dâu nhà bên đó. Nếu nàng khước từ về ở bên con thì cha con quan xã sẽ đuổi mẹ con nàng đi biệt xứ và hãm hại con. Không còn cách nào khác, nàng đành phải dứt tình riêng lên chùa tu để dạng cả đôi đàn. Con xin quan minh xét ạ. À, thì ra là vậy. Tên quan xã này lỏng quyền vô phép, ta sẽ điều tra và trị tội thích đáng. Còn bây giờ ta lệnh cho ngươi, dạ, hãy đưa vợ về. Còn cô nương đã chưa có tâm tu á thì đừng làm phiền cửa Phật. Dạ con đội ân quan. Sao còn đứng đó? Dạ, dạ con đội ân quan. Đi về mình ơi, đi về tụi con. Mà chịu về rồi, mà chịu về rồi, mà chịu về với cậu rồi. Của con. Dạ con cảm ơn. Nè. Dạ. Tụi con ăn đi, đứa nào cũng diễn xuất thần hết à. Sau này tôi muốn có bao nhiêu đây con nè, cho vui nhà vui cửa. Mình thấy làm sao? Chàng này, tôi có gói sẵn lương khô cho hai huynh rồi đó. Hai huynh đi thượng lộ bình an nha. Xin cáo, xin cáo từ. Cho tụi con đi với, cho tụi con đi với, cho tụi con đi với. Từ từ. Dạ. Ở đây đã, từ từ rồi tính nha tụi con. Nè nè mấy đứa, sau này nhớ là không có được nói dốc như vậy nữa nghe chưa? Ủa chú ba nói dối á mà được vợ như chú nhị cũng được mà. Thôi, xin phép. Đa tạ Hiếu. Chúc hai huynh thượng lộ bình an. Hẹn ngày tái ngộ. Ở chú hết mình vợ nha. Biết rồi. Kỳ này Lộc hơi hẻo nhưng mà cũng vui ha. Hai người họ về với nhau vui thiệt á. Kiếm mấy tên nhà giàu vừa đã vừa có tiền ha, ăn ngon hơn đúng không? À. Cậu ơi, hình như có chuyện gì kìa. Cậu làm ơn cho tôi miếng cháo rồi tôi đi liền à cậu ơi. Cậu làm ơn giùm đi cậu ơi. Mày đi ra chưa? Hả? Mới sáng sớm gặp bà rồi, xui xẻo thiệt. Đi. Lẹ lên. Con mày đi cho đi. Thì thôi chứ, chú làm gì chú xô tôi dữ vậy? Mới có mở hàng à, mà tới xin xỏ gì? Chỗ người ta đang ăn uống. Bà nghe. Ngài, tôi để ý rồi nghe. Người ta đang ăn á cứ lại xin hoài. Hôm nay bà gan lắm, bà dám vô chổng bà xin tôi luôn. Mày đi đi. Thằng khốn kiếp ăn hiếp bà già. Để với huynh vô dạy cho hắn một bài học đi huynh. Mới mở hàng à, gặp gì đâu không, bực bội à, ám không à, đi đi ăn đi, ngó cái gì mà ngó, ăn mà không hả cái miệng ra, ngồi đó mà chơi cái mặt lát đó rã họng, bực bội gặp gì đâu không á. Thứ gì hổn như quỷ, ước gì đánh gì đâu. Bà ơi, bà ơi, bà ơi, bà hà cớ gì mà mặc cái ông đó ổng hà hiếp bà vậy bà? À nó hả? Quen rồi, tại bà già này sơ ý để nó thấy, chứ kỹ kỹ một chút thì cũng xin được miếng cháo thừa của người ta rồi. Nó bán cháo hả bà? Ủa mấy chú ở đâu mà lại đây mà không biết? Ở đây á là cái quán cháo chửi nức tiếng nhất vùng này mà. Nó vừa bán cháo mà nó vừa cho dai.
Trời ơi, cái lãi là cắt cổ họng, cắt hầu người ta đó. Mà hả, ai mà trả chậm nó đó thì bị nó đánh, nó chửi đó. Cháu chửi hả? Không phải, cháu dịch. Nhưng mà ai vô ăn cũng bị chửi hết. Thành ra là người ta kêu là cháu chửi. Bán thì mắc, mà ở đây có một mình ên nó bán, thành ra phải ăn thôi. Cái này kêu là động quỷ chứ quán cháu dịch gì. À, chú Huynh, Huynh coi có cách nào dạy cho ổng một bài học cho ổng nhớ đời đi Huynh. Bà ơi, gần đây bà biết chỗ nào bán vịt không? Ủa, chú hỏi đến chi vậy? Đây, cặp vịt với 5 cái trứng. Tôi lựa cặp vịt này là mướt lắm đó nha. Nhiêu ạ? 5 tiền. Sao sao hổng qua xử ông luôn đi chứ mua vịt mua trứng chi trời. Nè. À, cho hỏi chỗ nào bán mè trắng vậy? Mè hả? Bà Tám đầu làng, bà bán mè trắng mè đen gì đầy đủ hết á. Ở đâu ạ? Nhà bà ở hướng đó đó. À à, rồi rồi, cảm ơn. Cảm ơn nha. Bây giờ đi xử tình đó, nhưng mà đệ phải chịu khó nói láo. Thì mình cứ đường đường chính chính mình qua mình xử ông thôi chứ mắc gì phải nói láo. Nghe nè, đánh trận là phải có nhiều binh pháp, mạnh thì dùng sức, yếu thì dùng mưu, bởi vậy mới cần có quân sư, hiểu chưa? Nhưng mà mình tới hai người lưng mà ổng có mình ên ổng mà. Nhưng mà mình là phạm đang bị tầm nã, đệ quên rồi hả? Đã là phạm thì làm cái gì cũng sai hết á. Mà lỡ đổ bể ra mình bị bắt lại làm sao? Giờ muốn cứu người phải hợp tác chứ mình huynh sao làm. Đúng không? Ờ, huynh nói đúng hả? Đi. Ờ. Tính tiền đi. 2 đồng. Ra. Buôn bán gì đâu mà khó ưa vậy. Thứ gì? Ăn có 2 tô cháo à, ngồi cả buổi. Hai vợ chồng tụi bay ăn ở đây 1 năm chắc tao dịch tiệm quá. Bực bội à. Ăn cũng không ăn hết nữa. Âm binh cô hồn gì đâu. Kêu chó hả? Cho cháo rượu đi, dịch chặt nguyên con, nhiêu tính nhiêu. Dạ dạ dạ, có liền có liền. Cặp dịch này mua đâu vậy? Mướt quá, bán không? Dịch không bán đâu, cái này không phải dịch thường. Không phải dịch thường, chắc dịch trời quá. Thôi mà, giỡn hoài, đi làm dịch đi. Ờ nè, dọn chỗ, tối nay huynh đệ tôi ngủ lại đây. Ngồi đi, dọn đồ ăn ra liền. Chợ nóng đây, chúc quý khách ngon miệng nha. Cạn huynh. Phải công nhận á ngang, huynh với đệ may mắn lắm luôn á. Không là bị cái tên cự phú đó hả, nó hớt tay trên của huynh với đệ luôn á. Huynh với đệ phải canh me suốt mấy tháng trời mới mua được cái cặp vịt quý này nè. Không có uổng công huynh đệ mình từ miền trong ra đây. Canh thôi đâu có đủ. Đó, mình phải làm thân nè, rồi tốn bao nhiêu tiền của đó nó mới dành cho mình đó chứ. Chứ đệ không thấy hả, khách dặn nườm nượp đó. Đúng rồi đúng rồi. Thôi để đệ cho nó ăn cái, chứ không thôi nó đói. Thôi để ăn đi. Coi bộ đệ thích cặp vịt này dữ lắm rồi ha. Trời ơi, muốn nói sao chứ. Mê xong mê. Trời đất ơi. Trời ơi, ngoài huynh với đệ ra thì trên đời này làm gì có ai có được cặp vịt động đình hồ này. Vậy bởi chứ vậy sao, sao đệ không mê? Trời hiếm lắm mà. Hiếm quý lắm, hàng độc mà. Sao, đồ ăn của tôi quý khách ăn có ngon miệng không? Ngon ngon. Ngon hả? Tôi thấy cặp vịt này để đây dương díu quá. Hay để tôi đem ra đằng sau tôi để đi, cho nó rộng rãi khỏi bận tay bận chân, ăn cho nó ngon miệng. Thôi không được đâu, thà ông kêu huynh đệ tụi tôi đi chỗ khác. Chứ có chết không đời nào tụi tôi xa cặp vịt này hết. Ừ. Dạ. Ờ. Nãy giờ tôi trong bếp á, tôi thắc mắc vô cùng luôn. Cho tôi hỏi nha,
tôi bán vịt ở đây hơn nửa đời người rồi, chưa nghe cái vịt gì mà vịt động đình hồ. Sao nghe được? Ê, nói nghe nè, cái động đó nằm ở đâu vậy? Chỉ tôi được không? Ở đâu kìa đấy? Ở đâu? Trong núi á, trong mây á. Trong mây? Ừ. Đúng rồi, ông phải đi mấy ngàn dặm đường ông mới lên được cái ngọn núi mà xung quanh toàn là mây bao phủ. Hay nói khác ra, nôm na nó là cái ngọn núi, những cái vần mây đó nó bao quanh vậy nè, giống như là bồng lai tiên cảnh vậy đó. Trời ơi. Rồi, 3 năm một lần, vịt trời nó mới bay xuống phối với vịt núi. Ra vịt này, trội hiếm trời lắm. Con vịt trời, phối với con vịt núi, ở trên động đó. Đó, nó ra con vịt này. Trời ơi, ngươi vậy, mới nghe luôn. Trời, lạ quá. Cái đường đi tới sau, chị tôi đi. Chị dễ lắm, chị đi. Dễ lắm bây giờ ha. Sao? Từ cái quán của ông á, ông ủ ngu hả? Tự nhiên bí quyết làm ăn của người ta chỉ ông. Tiếc thiệt, phải chi một lần tôi được tới đó. Tôi bán vịt biết bao nhiêu mà tôi không biết cái giống vịt thượng hạng này. Thiếu sót, thật là thiếu sót. Sao biết được? Tức thiệt. Thôi thôi, để ngu đệ cho nó ăn nha Hiền. Ê, để tôi vô, tôi lấy cơm nguội, tôi lấy ra cho nó ăn nha. Để tôi. Cơm nguội. Trời ơi, ông nghĩ sao vậy? Người ta dịch động đình hồ mà ông cho ăn cơm nguội hả? Ông bị khùng hả? 3 năm một lần mới bắt được đó. Không ăn cơm nguội chứ ăn gì? Ăn cái này nè. Đó. Trời ơi, mè trắng mà cho nó ăn hả? Cái này mặc lắm. Chị sao nổi? Ông làm ơn nhỏ tiếng lại giùm tôi đi. Lỡ mà trộm đạo nó nghe thấy là chết anh em tôi thì sao? Đó, ông thấy chưa? Nó ăn rất ít, không tốn bao nhiêu hết. Nó ít thiệt, lạ thiệt luôn á. Đó, ông chưa hết bất ngờ đâu, còn nhiều điều thú vị lắm. Dạ. Mà thôi giờ vậy đi, ông vô bếp á, ông coi còn món gì ngon mang hết ra đây. Thêm rượu ngon nữa, nhanh lên, nhanh. Để tôi vô dọn đây nha. Lẹ. Lên lễ đi. Tới liền. Tiền hả? Thôi bây giờ hai huynh sai quá rồi. Hai huynh nghỉ ngơi đi, cái này để mai tính ha. Mà nói thật ra là quán của tôi á, quán bình dân lắm, chứ không phải quán trọ quán gì đâu. Mà nghe hai huynh nói là muốn nghỉ ở đây, thôi hai huynh nằm tạm ở đây đi. Còn tôi thì tôi trải nghiệm nằm dưới đất ha. Không có kỳ không? Trời ơi, có gì đâu mà kỳ. Tại xịn quá. Đi không nổi, đem vịt cũng nổi luôn. Vịt cái gì? Để đó đi, cứ yên tâm, tôi giữ cho, không có mất đâu. Đưa hai con vịt đây, tôi canh. Vậy là ngủ trên giường hả? Rồi, ngủ trên giường. Ông ngủ đất hả? Tôi trải tấm điểm nằm đây nè. Rồi canh vịt luôn á. Bảo đảm không mất vịt đâu, yên tâm đi. Nhớ nha. Nhớ. Ngủ đi, he. Chẳng lẽ mình thích luôn hai tên này để lấy cặp vịt ta?